Chào anh em nha. Đây thì mình đang cuốn lại, kiểm tra lại cơ cái máy mình cuốn lại thôi. Hôm trước ấy thì thực sự là cái này rất chi là nhiều anh em không biết này. Mình cả cả những anh em mà đã câu lâu rồi cũng chưa chắc đã nói đã đúng đâu. Về cơ bản thì mình cũng không nghĩ là mình nói đúng hay không. Nhưng mà hôm trước thì có mấy anh em tranh cãi nhau cái chuyện là dây link với cả dây lục, dây link với cả dây trục. Thì anh em nghĩ thế nào về dây link với cả dây trục? Thì có rất chi là nhiều anh em nói thì mình cũng sai, nhiều anh em nói thì cũng đúng. Thì bây giờ này nó rơi cái tranh luận giữa cái vấn đề người biết và người không thôi. Mình cũng không nói là mình biết, nhưng mà theo mình nghĩ đó là này này. Cái dây link ấy, cái dây link chính là cái link ở lục đây này, thì gọi là cái dây link anh em nhé. Nhiều anh em không phân biệt được là cái dây link với cả cái dây trục là như nào. Đôi khi có nhiều anh em gọi cái này là cái dây trục, anh em bên này gọi dây này là dây link. Cái này là cái dây link, cái này là cái dây link nha anh em nhé. Cái cho vật tứ ngũ lục, tam tứ ngũ lục đây nó là dây link, dây link để cho vào lục đó. Còn cái cước để mà mình cuốn vào máy câu nó là dây trục. Tại sao nó gọi là dây trục? Nó là trục đây này, này. Trục máy câu nó gọi là dây trục. Thế còn cái này thì gọi là dây link. Rất chi là nhiều anh em không biết phân biệt, xong rồi lúc bình luận thì hỏi nói nó cứ vòng vòng vo vo không hiểu được đâu là dây link đâu là dây lục. Thì mình tiện thì mình cũng nói luôn anh em nhé. Mình cũng chắc là cũng không phải nhiều người, cũng không phải là ít người không biết đâu. Mình nói thật thì khi mà anh em đi câu ấy thì tranh luận cũng người thì nói là cần cái dây link này, không dai, độ dai trọng lượng nó không bằng cái dây trục. Người thì lại bảo là cần cái dây link này dai hơn cái dây trục. Cá nhân các bạn thì nghĩ làm sao, nghĩ là như thế nào? Về cá nhân mình thì chỉ mình nghĩ đơn giản là như này thôi. Thì khi mà đóng cá, nếu mà về cơ bản là mình buộc thì khi nào cái dây link của mình trọng lượng cũng vậy, mới cả nó dai hơn cái dây trục anh em nhé. Thì mình nghĩ là như này, thì khi mà nhỡ mà đóng cá nhưng mà nó có nổ ấy, thì nó sẽ mất nó mỗi cái tứ thôi, mất mỗi cái lục thôi, mấy cả con cá thôi đó. Thế còn nếu mà cái dây trục đấy, đấy là cái dây, đấy là cái dây link mà nó không dai bằng cái dây trục nhá, thì nó sẽ nổ, thì nó sẽ nổ dây link nhá, thì sẽ mất mỗi cái lưỡi mấy cả con cá thôi. Thế còn khi mà mình đi câu ấy thì mình sẽ lấy cái dây link dai hơn cái dây trục anh em ạ. Anh em có hiểu không nhỉ? Lấy cái dây link dai hơn dây trục để khi mà nó nổ cước ấy, thì nó sẽ nổ ở cái dây trục. Nổ dây trục thì thường thường là mình sẽ còn cả phao anh em ạ. Thì mình khi mà con cá nó nổ dây trục ấy thì thường thường nó sẽ còn cả phao. Thì theo mình thì cái tỷ lệ mà lấy lại được con cá với cả cái lục với cả cái phao ấy thì nó rất chi là cao. Thế còn nổ dây link ấy thì mất luôn anh em nhá. Nên là mình câu khi nào cái dây link trọng lượng nó cũng hơn cái dây lục và cái dây trục này anh em nhá. Ví dụ cái dây trục này của mình là, ví dụ là một dây trục của mình là 1 cân đi, thì cái dây link của mình là trọng lượng nó 2 cân, ví dụ thế đi. Để câu khi mình nổ thì nó là nổ cái dây này chứ nó không nổ cái dây này anh em nhé. Thế còn về cá nhân anh em mà sợ nó vĩnh viễn không thể lấy lại được ấy, hoặc cái như nào đấy thì thôi anh em cứ chơi cái dây link trọng lượng nó không bằng đi. Về cơ bản thì ví dụ như kiểu là người thì lại bảo là cái dây này to hơn cái dây này, hoặc là cái dây này to hơn cái dây này. Về cơ bản thì mình cũng tại sao cái dây link thì thường nó nhỏ hơn cái dây trục mà nó lại dai hơn? Bởi vì cái dây link thường là người ta làm tốt hơn và đắt hơn, nên là cái dây tốt hơn và đắt hơn. Ví dụ nó 2 chấm chẳng hạn, ví dụ nó 2.0, nó chịu lực được khoảng 10 cân chẳng hạn,
nhưng mà cái dây trục có thể lên đến 2.5 nhưng mà nó chịu được có 8 cân thôi anh em ạ. Đâm là về cơ bản là mình câu thì gần như là lúc nào cũng cái dây linh nó nhỏ hơn dây trục. Thì mình tất cả từ trước đến giờ thì mình vẫn thường dùng là như vậy, thì anh em xem thì anh em thường dùng như nào, thì có giống mình hay không, anh em suy nghĩ gì về cái cả cái dây linh với cả cái dây trục để anh em comment ở bên dưới nhé, để thảo luận xem là như thế nào. Dây trục là trục máy, còn dây linh là linh buộc vào lục, buộc vào tứ, vào tam, vào ngũ. Đó, còn dây linh dai hơn dây trục. Lý do rất đơn giản là mình câu là dây linh nó dai hơn dây trục là bởi vì muốn cho nó nổ thì nó nổ cả phao. Khả năng tìm lại được con cá với cả cái phao là rất cao. Thế còn mỗi cái tứ mà nổ thì thôi, mất luôn, tất. Anh em ơi, khi mà cuốn cước vào máy thì anh em cũng không nên cuốn đầy quá. Mình thường thường mình cuốn khoảng đến tầm này thôi. Nếu mà cuốn anh em mà cuốn tràn đầy lên trên này này thì cái khi mà đi câu ấy thì cước nó hay bị tràn ra ngoài và anh em hay bị rối khi mà vừa vụt xong ấy. Đây là anh em cuốn vừa vừa thôi. Nhưng mà cuốn ít quá thì anh em vẩy nó cũng không được xa anh em nhé. Khi mà vẩy thôi, vụt thì vẩy với cả vụt thì nó không được xa bằng khi mà anh em cuốn đầy máy. Cuốn đầy máy thì cước nó trơn hơn mà. Còn cước thì nó có rất chi là nhiều loại cước. Loại cước mỏng, dai, loại cước dày. Hay là lại loại cước nhẹ, loại cước nặng. Như kiểu là mình câu về hay câu cước cái tia chớp, đấy là loại cước nặng nha anh em nhé. Cước tia chớp là cước nặng. Anh em mà muốn đánh xa bờ thì tốt nhất là sử dụng những loại cước mà nhẹ một chút. Và cước tia chớp thì nó cũng không câu được quá xa bờ đấy, tầm 50 mét đổ lại anh em ạ. Bởi vì cước nó chìm. Đó, mình tháo ra kiểm tra lại cước các thứ thì vẫn ok. Rồi, hy vọng là anh em hiểu về cái vấn đề, những anh em mà chưa biết đấy thì hiểu về cái vấn đề dây linh với cả dây trục anh em nhé. Dây linh, dây trục, dây trục, dây linh, dây linh, dây trục, dây trục, dây linh, rất chi là nhiều anh em không có cái khái niệm về cái dây trục với cả dây linh. Ok, thì anh em nào biết hoặc là những cái ý tưởng hay hơn thì anh em comment bên dưới nhá. Ok.